Xin chào anh chị em. Thì hôm nay và sắp tới mình sẽ cố gắng mỗi ngày mình làm một cái clip ngắn để mình chia sẻ với mọi người. Mục đích của mình là có hai thứ. Thứ nhất là mình muốn truyền đạt hết những cái ý, những cái phân tích của mình. Thứ hai là mình muốn giới thiệu với anh em những cái công cụ mà mình làm ra. Thì những công cụ này mình sẽ chia sẻ với mọi người nếu mà mọi người cần, để mọi người có thể tự phân tích đánh giá và tìm ra cái phương pháp đầu tư hợp với mình nhất. Thì mình bắt đầu thì nhìn thị trường hôm nay á, là một ngày giảm điểm, giảm 10,9 điểm và tương đương khoảng 0,8%. Thì khối lượng giao dịch của nó là nó tăng hơn 4% so với hôm qua, và là nó cao hơn 9% so với trung bình 10 phiên về giá trị giao dịch. Giá trị giao dịch thì nó tăng hơn khoảng 6,8% so với trung bình ngày hôm qua. Thì cái phần biểu đồ giá trị giao dịch này á, là mình tự làm. Thì trong đây mọi người có thể thấy là có giá trị tăng và giá trị giảm. Thì hai thằng này giá trị giao dịch ở cái khu giảm nó lớn hơn, hai này nó trên nhau khoảng 7.000 tỷ. Thì một cái điểm mà mình muốn mọi người chú ý nữa, khi mà sử dụng biểu đồ nến nó có một cái đặc điểm dở mà nhiều người người ta xài lâu người ta không thích, người ta thích dùng biểu đồ thanh ba, là biểu đồ nến khi mà giá mở cửa nó thấp hơn giá đóng cửa, tức là nó sẽ cho một cái nến màu xanh. Thì mọi người nếu mà không để ý ngầm hiểu cái nến là cái nến tăng, nhưng mà thực tế giá đóng cửa của ngày hôm nay nó lại thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua. Thì trong biểu đồ thanh ba là như vậy, nó sẽ thể hiện cái nến giảm, nhưng mà trong biểu đồ nến nó lại thể hiện như vậy là cái nến tăng. Thì mình có khắc phục cái đó bằng cái biểu đồ khối lượng nào. Ví dụ biểu đồ khối lượng mình sẽ chèn cái điều kiện khi mà giá đóng cửa nó thấp hơn ngày hôm trước thì mình sẽ tô nó màu đỏ, giá đóng cửa cao hơn mình sẽ tô nó là màu xanh. Thì nhìn vào đây mọi người có thể biết cây nến này là một cây nến giảm chứ không phải là cây nến tăng. Một cây nến giảm mà vol tăng là một tín hiệu không tốt. Ngày hôm nay tiếp tục một cây nến giảm mà vol tăng lại mà một tín hiệu không tốt nữa. Thì qua cái biểu đồ thứ hai, biểu đồ đỉnh đáy này, là cái biểu đồ mà mình viết những cái chỉ báo để mà theo dõi thị trường chung. Thì những chỉ báo này được đề cập trong cái sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của Alexander Elder. Thì có hai cái chỉ báo mà mình thấy nó khá là hay mà xài được. Đầu tiên là những cái cổ phiếu nằm trên đường MA10, MA20 hoặc là MA50, tùy giai đoạn ngắn hay dài mà mọi người theo dõi. Thì ở đây mình dùng những cái cổ phiếu nằm trên đường MA10, và đây là những cái cổ phiếu mà hàng ngày nó có giao dịch trên 10 tỷ, không, trên trên 1 tỷ mình mới theo dõi. Còn những cổ phiếu mà nhỏ quá mình bỏ qua, mình không theo dõi. Và cái biểu đồ thứ hai là biểu đồ những cái cổ phiếu nó tạo ra cái đỉnh mới và đáy mới. Thì cái biểu đồ này nó vẽ là những cái cổ phiếu tạo ra đỉnh mới trừ đi những cái cổ phiếu tạo ra đáy mới. Thì so với trong 4 phiên gần đây nhất á, là cái phiên ngày 30 á, là cái phiên tạo đỉnh giữa hai cái chỉ số nè. Trong 3 phiên tiếp theo tính luôn hôm nay là những cái số cổ phiếu nằm trên đường MA10 nó giảm dần. Và tương tự như số cổ phiếu tạo đỉnh trừ cho tạo đáy nó cũng giảm dần, tức là tạo đáy nó lớn lên và tạo đỉnh nó ít đi lại. Thì những cái lần gần đây, những cái lúc mà thị trường bắt đầu có tín hiệu phân kỳ gần đây là thằng này nó thể hiện phân kỳ khá là tốt nè. Tại cái vùng này nó tạo ra đỉnh chỉ báo này, nhưng mà đỉnh giá nó bên đây thì cái chỉ báo này nó lại phân kỳ, nên sau đó là một cái xu hướng sập. Tiếp theo là cái giai đoạn đảo chiều ở đáy. Thì tại cái vùng này giá thấp hơn, nhưng mà cái chỉ báo này nó lại tạo ra cái vùng đỉnh cao hơn. Thì mình theo dõi một giai đoạn trước từ khoảng 2018, mình thấy cái này nó khá là đúng.
thì nhờ thị trường nó xấu nó sập nên mình có thời gian mình tìm hiểu, mình học hỏi thêm, nên mình chia sẻ những cái gì mình biết được để mọi người tham khảo. Nếu mà thị trường nó tốt hoài thì chắc chắn là mình không có nhìn lại cái phương pháp của mình. Thì những cái theo dõi này nên là mình thấy phiên hôm nay mặc dù giảm không nhiều nhưng mà khá là không đẹp lắm. Cái thứ hai nữa là thường nhiều người dùng Fibonacci, nhưng mà cái này mình cũng không có thích lắm, không có mình không có tin tưởng nó lắm. Thì hiện tại thời cái Fibonacci này chỉ số nó quay về cái mức phục hồi khoảng ngay cái ngưỡng 38,2%. Thì cái ngưỡng này cũng là một cái ngưỡng mà thị trường nó phải đi ngang hoặc là quay lại test nó mới bắt đầu tiếp tục được. Nên là mấy hôm nay mình thường hay nhắc mọi người là ưu tiên rủi ro hơn là sợ nó tăng, tại vì lên nó rất là khó còn xuống nó rất là dễ. Thì mình đi vào những cái nhóm ngành trong hôm nay là ba cái nhóm dệt may, bán lẻ và bảo hiểm. Thì phiên sáng nó tăng tốt, phiên chiều nó có giảm nhưng mà nó vẫn giữ được cái mức tăng của nó, và vol giao dịch nó so với hôm qua là nó đạt 167%, là tức là nó khoảng hơn hơn nếu mà tính cộng luôn là nó khoảng hơn 2.5 lần, hơn gấp rưỡi lần. Thì nhóm dệt may nó vẫn giữ số cổ phiếu tăng, nó vẫn cao hơn số cổ phiếu giảm, và trong đó nó có ba cổ phiếu là tăng mạnh, tăng hơn 4% nè. Nhóm bán lẻ thì vol tốt, tăng tốt hơn buổi sáng, cải thiện hơn buổi sáng luôn, và số cổ phiếu tăng nhiều hơn số cổ phiếu giảm, là có hai mã tăng tăng mạnh. Nhóm bảo hiểm cũng tương tự, nhưng mà trong đó nhóm cổ phiếu bảo hiểm và nhóm dệt may á, nhóm à tất cả bảo hiểm, dệt may và bán lẻ gì nó đều giảm so với buổi sáng. Hai cái nhóm lớn là ngân hàng và bất động sản thì nó thể hiện khá là tiêu cực. Như mọi người thấy trong phiên sáng mình có chụp hình cái này mình gửi mọi người rồi, là nó cái mức giảm của nó khá là nhẹ, mà chiều cái thằng bất động sản nó đi mạnh nên là nó kéo ngân hàng cũng đi luôn. Hai trong khi đó hai nhóm bất động sản và ngân hàng là nó chiếm khoảng 50% trên thị trường, hai thằng này đi là nó sẽ kéo chỉ số. Thì đây là tiếp theo là cái về cái khối lượng mua chủ động ở trong phiên. Thì khối lượng mua chủ động tới tới chiều 14:30 thì nó quay về cái mức quanh 40, là cái mức khá là thấp trong giai đoạn gần đây. Thì như hôm trước mình có nói, khi mà cái khối lượng mua chủ động này mình để ý nó quay về tới khoảng 35 là cái nhịp sập đó, nó bắt đầu nó sập rất là nhanh. Còn cái chỉ số này đẹp thì nó nằm trên 55 60 thì thị trường nó tăng rất là nhanh. Còn cân bằng nó đi khoảng 55 45, 55 45 trong đây thì dao động nhỏ. Còn khi mà nó vượt qua cái hai cái ngưỡng đó nó sẽ biến động lớn và đi nhanh. Thì tới hôm nay đóng phiên là quanh 40 thì cũng chưa tới cái ngưỡng nguy hiểm nhưng mà ngưỡng xấu. Nhìn chung là mình đánh giá là mọi người nên ưu tiên giữ sức mua, để tại vì mình nói hay nói khi mà xuống nó xuống rất là nhanh nên là người ta bán bất chấp. Lúc đó giả sử như mình giữ tiền á, mình bắt đáy lần lần á, mình có cơ hội mình mua được giá tốt. Thì mình giới thiệu với mọi người một số cái công cụ nữa để mọi người nhìn lần cho quen.
Đây là code mình viết rất là nhiều về để mình theo dõi thị trường. Ví dụ hàng ngày mình quét thông tin những cái thì cái bảng này nó sẽ sắp xếp theo thứ tự là vol. Thì thằng nào mà vol vol lớn so với ngày hôm trước thì nó sẽ sắp trên, nó sắp theo cột, và mình muốn sắp theo ngược lại thì mình cứ nhấp vô cột nó sẽ thấp thôi, hoặc là sắp theo giá, nhưng mà khi mà lọc ra nó sắp theo vol, tại vì mình ưu tiên mình xem vol. Giả sử như hôm nay là cái con nước và môi trường Bình Dương nó đột biến về vol và tăng gần như tăng trần luôn. Thì đây là một cái mình quét, mình xem tổng thể thị trường là thường kiểu này. Bảo hiểm, một số mã tăng mạnh là bảo hiểm, rồi vận tải, bán lẻ, hóa chất cơ bản miền Nam. Cái con này mà mình làm cái này là trong Excel. Thì giả sử mình muốn tìm hiểu về cái cơ bản của con hóa chất cơ bản miền Nam này thì mình cứ gõ cái mã này vào đây. Thì cái file này mình có làm, mình làm trong Excel và mình tích hợp một cái tab và những cái ribbon trong đây là những cái mình cá nhân hóa mà. Mình tự làm. Mình có thể lấy dữ liệu kết quả kinh doanh của cái con này, lấy kết quả kinh doanh từ web, thì cái liên kết để mình lấy chính này từ cái trang cà phê app. Nhấp vào đó nó tự chạy, và cái quý mới nhất thì thường cà phê app nó ra chậm, nên là mình cái quý mới nhất, nếu mà cà phê app không có thì mình sẽ copy bằng ở trên Vietstock, tại vì Vietstock nó khó, nó không cho mình lấy dễ như cà phê app. À, cái quý này nó có luôn, xong. Tiếp theo mình coi cái kế hoạch kinh doanh của nó thử như thế nào. Thì đây kế hoạch kinh doanh, thì tại vì thường một số mã có, một số mã không có, nên là mình cái này mình thường mình để cấp tay đây, mình bát vô đây để cho nó tính. Thì nó ra cái anh, đây là mã hóa chất, ví dụ mình so với một số thằng ở trong nhóm hóa chất thử anh, D D D Đức Giang. Bỏ cái con Đức Giang này ra đi, tại vì vốn hóa nó lớn quá, nó chênh lệch với mình kia quá. Thì nhìn cái này mọi người có thể phân tích đầu tiên ở dưới cái bảng này nè. Nó sẽ có một cái tăng trưởng thực tế, tăng trưởng lợi nhuận
Thực tế thì ví dụ như năm 2019 của nó là tăng 37%, trong khi 2020 là nó giảm, 2021 nó tăng. Còn ở trên đây là kế hoạch nó thực hiện, kế hoạch và cái thực tế nó thực hiện so với kế hoạch. Thì năm 2020 là nó không đạt kế hoạch, còn 21 và 19 đều vượt kế hoạch. Thì ở đây mình tính tạm tính, giả sử như năm nay mà nó thực hiện đúng 100% kế hoạch, và so so với cái mức mà nó đạt được năm rồi á, thì mình dự đoán cái ESB là tức là thu nhập trên mỗi cổ phiếu nó khoảng 4.000. Còn BE này thì mọi người có thể tự nhập vô cái số mà đánh giá theo cá nhân thôi. Ví dụ như đây mình lấy trung bình của những cái cổ phiếu mà mình đem ra mình so sánh là 17, nếu mà 17 chấm BE nó đạt 17 7.4 á, hiện tại BE nó khoảng 13.7, nếu mà đạt 17.4 thì nó sẽ tăng giá khoảng 40% đó. Còn giả sử như BE min, nếu mọi người không thích số này thì có thể nhập trên đây BE min nó bằng 7 đi. BE min nó bằng 7 thì nó giảm tới bốn mấy phần trăm, BE min nó bằng 10. BE bằng 10 thì nó sẽ giảm 17%, và nó nếu mà nó đạt trung bình ngành đó, nó tăng 44%. Và hiện thời á, mọi người chú ý nó là cái kế hoạch kinh doanh của nó đưa ra 251 tỷ. Và cái này là lợi nhuận trước trước thuế, nhưng mà lợi nhuận sau thuế của nó đã cái quý này không, nó đã đạt là 112 tỷ, là tức là nó hoàn thành khoảng 60% kế hoạch rồi. Nếu mà cái quý 2, quý 3 tiếp theo đó là cái số nó sẽ vượt cái này rất lớn, nên là cái con này mình nghĩ nó là một trong những mã rất là tiềm năng. Thì đây là một cái cách để mọi người đánh giá sơ bộ về cổ phiếu, như là biên lợi nhuận gộp của nó cải thiện liên tục qua 3 quý liên tiếp nè, và hiện tại biên lợi nhuận gộp nó khoảng 36%. Thì cơ cấu, một cái cần lưu ý là cơ cấu lợi nhuận của những công ty, thì thằng này á, lợi nhuận của nó đến chính từ lợi nhuận kinh doanh, nên là không có lợi nhuận bất thường thì nó ok, không có gì mình phải lo tài sản. Thì đây những cái mọi người có thể xem thêm. Thì cái